Trong hai ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2020, trong ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 7 năm Canh Tý, tại chùa Bằng Linh Tiền Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Chư Tôn Đức các hạ trường và đại diện các ban ngành lãnh đạo thành phố đã có chuyến thăm chúc mừng Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Thân tình đón tiếp các phái đoàn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trụ trì chùa Bằng Linh Tiền Tự. Tại đây, lãnh đạo các phái đoàn đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự nói riêng và của Trung ương Giáo hội trong thời gian qua. Đồng thời, các phái đoàn đều gửi những lời chúc mừng một mùa Vu Lan tốt đẹp, an lành đến Hòa thượng trụ trì cùng chư tăng bản tự. Vui mừng đón tiếp các phái đoàn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền trong các hoạt động Phật sự của giáo hội nói chung và bản tự chùa Bằng nói riêng. Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến quý phái đoàn luôn được an lạc, hanh thông trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Đến thăm và chúc mừng có phái đoàn Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do Đại tá Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an làm trưởng đoàn cùng các đồng chí đi trong đoàn. Kế đến là phái đoàn Ban dân vận Thành ủy thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn. Sau đó là phái đoàn Ban tôn giáo Chính phủ do bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn còn có ông Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ cùng các thành viên trong đoàn. Ngoài ra, còn có các phái đoàn của Chư Tôn Đức các trường hạ về thăm chùa, lễ Phật và khánh tế Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhân dịp Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, Dương lịch 2020 và kết thúc khóa hạ an cư Phật lịch 2564.